Chào cô và các bạn, thì hôm nay là quyết định là sẽ đến với cả bảo tàng lịch sử quốc gia để làm bài nghiên cứu. Rồi, thì chắc là sẽ mời cô và tất cả các bạn thì sẽ cùng đi bảo tin và có buổi tham quan bảo tàng nhé. Bây giờ là sẽ đi vào cô bé. Đây là bé của bảo tàng. Chế tượng Phật A Di Đà ở dưới đài sen là có các hoa văn rồng.